Chợt chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chợt TV nha. Hiện tại hai anh em mình có mặt tại một cái ngôi nhà bỏ hoang cũng khá là lâu năm rồi. Bây giờ Duy Linh và anh Lợi xin mời quý cô chú anh chị bạn chúng ta cùng khám phá cái ngôi nhà hoang này nha. Bây giờ anh Lợi đi đường đó cho quý vị. Mình đi vòng ngoài trước cái cho quý vị tham khảo cái vòng ngoài ha. Ở đây bây giờ rất là quen luôn. Anh Lợi đang đi vô quý vị. Mình đi bọc bên đây. Ở đây mình thấy có mấy cái ổi mà cháy rất là nhiều ha. Ở đây mình đi đây là mình nghe thơm mùi ổi luôn quý vị. Ổi chín rất thơm luôn ha. Duy Linh rất vui gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn nha. Hôm nay tiếp tục xem một cái mẫu chuyện thật là đau buồn. Cái câu chuyện này xảy ra nay 21 năm, chính xác là gần 22 năm quý vị. Câu chuyện này xảy ra vào năm 2000. Quý vị thấy đây cái vị trí đất này rất là đẹp, rất là rộng rãi luôn. Trước đây là cái nhà này là giàu có nhất ở khu vực này luôn quý vị. Nhà này có 8 người ở trong một gia đình. Quý vị thấy cái cảnh ngôi nhà này rất là rộng luôn. Cái đêm mà 29 Tết năm 2000 mà chuẩn bị bước qua năm 2001 đó quý vị. Là trong gia đình này có 8 người quý vị. Ông bà cụ có một người con và người con này có vợ. Và hai vợ chồng của người con này có được 4 người con nữa. Là gia đình này có 8 thành viên. Và một đêm 29 Tết năm 2000, chuẩn bị bước qua năm 2001. Và cái đêm đó là đêm định mệnh. Bởi vì những ngày thường á, là ở nhà này chỉ có 5 người. Ba người con của anh chị này á, là làm bên cái nông trường mà trồng cao su á, của nhà nước ha. Và lúc đó là nghỉ Tết quý vị, nên là gia đình đoàn tụ ở nhà là có đủ 8 thành viên. Và cái đêm 29 đó là cái đêm định mệnh. Mà một cái băng cướp đó không biết là bao nhiêu người. Khi nó đột nhập vào đây là nó khóa cửa vào. Và nó tàn sát hết 8 người trong gia đình này luôn quý vị. Lúc đó có một khoảng thời gian là người dân ở cái vị trí này là rất là lo sợ. Bởi vì nhà tường mà còn khóa nó vô được mà hấu hồ gì nhà ton, nhà dách lá bình thường. Người dân rất là hoang mang. Và khi cái sự việc này xảy ra, người dân ở đây cũng ít người, bởi vì ở đây chỉ có mấy chục hộ dân thôi. Nên câu chuyện này là có ít người biết. Mà có lên báo chí thì những người nào đọc được báo chí mới là biết được cái tin này. Và cái thời điểm đó, năm 2000 đó, là cái bên cái lĩnh vực và thông tin mà cá nhân á, giống như là YouTube giống như mình á, là thời điểm đó là rất là ít YouTuber. Chỉ có là những cái kênh YouTube chính thống của nhà nước hay là báo đài của nhà nước là mới hoạt động mạnh thôi. Đêm 29 đó là băng cướp nó đột nhập vào gia đình này, nó tàn sát hết một gia đình này và nó dọn những thứ nào cần thiết, nó dọn sạch luôn quý vị. Mà người dân thì không ai biết, bởi vì xa xa mới có một căn nhà, chứ không phải mà nhà khích khích giống như nhà phố. À, cái thời điểm năm mà chín mấy hai ngàn là những cái thời điểm đó là nhà rất là vắng, sau này nhà mới nhiều quý vị. Và cái ngôi nhà của gia đình của cái ông bà cụ này là cũng cách cái đường lộ cũng hơi xa. Nếu ở gần đường lộ người ta qua lại ta còn quan sát được, còn cái nhà này cách cái đường lộ hơi xa nên là cũng có khó người phát hiện được. Tới cái ngày 30 là có người bà con ở phương xa đến. Người khách đó là từ miền Tây lên luôn quý vị. Từ miền Tây lặn lội lên đây để mà thăm bà con. Và cái người khách đó, cái người bà con đó đến đây mà vô trong nhà là thấy mọi người chết la liệt máu me đầy sàn nhà. Lúc đó cái anh đó ảnh chỉ bò, chứ không còn đi được mà bò để chạy ra. Mà khi từ trong cái nhà này anh chạy ra tới ngoài lộ là khoảng 700 mét là mới có nhà.
Là lúc đó anh ra đó anh la làng lên và nhờ người dân ở đó báo cho con chính quyền ở đó. Thời điểm đó ở đây nó trống beo. Hiện tại bây giờ quý vị thấy mà nhà còn vắng vẻ như thế này, mà cái thời điểm mà năm 2000 ở đây nó còn trống lốc, không có một cái nhà thứ hai ở chỗ này luôn. Mà khi cái vụ án này xảy ra đó quý vị, là theo mình được biết, mình nghe những người dân ở đây mà kể lại đó, là thời điểm đó là cái gia đình của cô chú này giàu nhất ở khu vực này. Bởi vì cô chú có nhiều rẫy cao su đó, mà năm đó là chú thu hoạch có khá là nhiều tiền, nên là cái bọn cướp này nó mới ra tay với gia đình của chú. Mà khi công an vào khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi, ở trong nhà là những gì mà quý giá đó quý vị, là bọn cướp này lấy sạch hết. Phải nói là cái bọn cướp này ra tay rất là tàn độc. Trong nhà này không còn một ai sống sót. Thời điểm đó là công an mới liên lạc với bà con bên gia đình này mà lo tang sự. Và cái ngôi nhà từ đó đó bỏ hoang. Lúc đó nhà ngôi nhà còn nguyên vẹn, đóng cửa lại đó bỏ hoang. Còn cái vấn đề thờ bà con đem về quê để mà hương khói. Và từ đó cái ngôi nhà này đóng cửa bỏ hoang. Cái câu chuyện hôm nay mà Duy Linh gửi đến cho quý vị xem là nhờ anh Bình cung cấp thông tin của cái câu chuyện này. Bởi vì câu chuyện mà 20 năm về trước có lẽ là thật sự mà nói mình còn chưa nghe, mình chưa biết cái thông tin đó nữa, nên mình đâu biết cái ngôi nhà này ở đây. Anh Bình này có hai người con trai. Cái thời điểm mà cái nhà đó đóng cửa khoảng một tháng sau á, là cái người con của anh Bình đó, là lúc đó là người con anh Bình đó tầm 8-9 tuổi á, là sáng ngày dẫn những con bò đi ra mà cái khu đất gần ở cái ngôi nhà này để mà cột con bò đó cho nó, con bò nó ăn cỏ đó. Hiện tại cô chú anh chị và các bạn đang xem trên kênh Chạch TV. Trước khi rời màn hình, cô chú anh chị và các bạn vui lòng bấm nút đăng ký và like cho mình một like để ủng hộ tinh thần nhé. Và nếu quý vị thấy video hay hơn thì chia sẻ cho nhiều người xem, cho nhiều người biết đến cái kênh Chạch TV. Duy Linh xin chân thành cảm ơn toàn thể quý cô chú anh chị và các bạn rất là nhiều nha.